sau cái phiên hồi phục ngày hôm qua thì ngày hôm nay chúng ta có một cái phiên thị trường đã nhúng vào cái vùng 1200 để test lại cái lượng cung ở cái vùng này. Và ngày hôm nay đã có lúc thị trường giảm tới hơn 30 điểm và sau đó thị trường có một cái nhịp rút chân chỉ còn giảm về là hơn 16 điểm thôi. Và cái thanh khoản nó cũng ở mức trên mức trung bình đó là tầm 16.466 tỷ và cái độ phân bổ dòng tiền thì chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng là ngày hôm nay có tới 373 mã giảm và chỉ có 93 mã tăng Và cũng rất nhiều mã sàn Chiều nay anh chị có thể thấy đặc biệt nó ở nhóm ngành chứng khoán cũng như là nhóm ngành bất động sản Ok thì chúng ta cũng uh, uh, có thể vào phân tích thêm một chút về cái vùng hỗ trợ 1200 này Anh chị có thể quan sát là cái biểu đồ 5 phút của chúng ta Ờ uh, Lực bán nó cũng đã xuất hiện từ cái phiên buổi sáng và sau đó nó mạnh dần lên vào đầu phiên chiều. Thì khi mà thị trường về đến cái vùng 1200 này thì nó cũng đã đâm thủng cái vùng 1200 xuống cái vùng là 1197 này thì mới xuất hiện cái lực cầu vào để nó kéo thị trường của chúng ta đi lên. Và tại sao mà nó lại đâm thủng cái vùng hỗ trợ này thì anh chị có thể dễ dàng hình dung là cái vùng 1.200 này cũng là một cái vùng mà tất cả các uh, các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta uh, kỳ vọng rằng là nó về đây nó bật lên đó và trong quá khứ thì nó cũng đã có những cái nhịp nó xuất hiện cái lượng cung xuất xuất hiện cái lượng cầu từ cái vùng 1.200 này để đi lên và uh, nó cũng trở thành cái vùng hỗ trợ khá là tin cậy khi mà thị trường cũng đã có vài lần nhúng về cái vùng 1200 này và bật lên trở lại rồi thì đấy chính là cái lý do mà thị trường của chúng ta phải đâm thủng cái vùng 1200 này rồi sau đó lượng cầu mới vào thì đây là một cái hành động để giúp để giúp các nhà đầu tư tổ chức đã ép các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra khi mà thị trường thủng 1200 nhưng chưa có lực đỡ và khi về đến một một vùng 1197 này thì cái lượng cầu nó mới bắt đầu tham gia để nó kéo ngược thị trường lên gây ra một cái áp lực bán tháo rất là lớn. Khi mà thị trường về 1200 nhưng không có lực đỡ thì cái lực bán nó càng ngày nó càng mạnh lên. Đó. Đây anh chị có thể quan sát thấy khi về đến cái vùng này mà không được đỡ thì cái thanh khoản bán nó tăng lên rất là cao. Nó tăng lên rất là cao thì đây chính là cái yếu tố tâm lý hành vi của tổ chức mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Trong cái uh, diễn biến của thị trường ngày hôm nay chúng ta có thể đọc được cái hành vi cũng như là những cái hành động của tổ chức Là hành động của tổ chức họ muốn thị trường thủng hẳn 1.200 đi rồi họ mới uh, cho cái lượng cầu vào để họ kéo thị trường ngược trở lại đó Thì uh, thành ra là sẽ rũ được khá là nhiều những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám trong suốt cái thời gian hiện tại ở cái vùng này khi mà thị trường mở gáp nhưng họ quyết tâm họ không bán và những cái nhà đầu tư họ bắt đáy ở cái phiên này. À, họ mua tích lũy hoảng loạn ở cái phiên ngày 13 tháng 6 cũng như cái phiên ngày 14 tháng 6 này họ không chịu được. Đó cái áp lực tâm lý nó bao trùm rất là nặng nề. Đó. Thì ngày hôm nay cũng là một cái phiên test cung của thị trường. Thì không biết là anh chị có anh có anh chị nào ở đây là chúng ta mua cổ phiếu ở trong cái phiên ngày hôm nay không? À, và khi mua rồi thì chúng ta có phân vân hay lo ngại gì không thì anh chị có thể chia sẻ cùng với em à, anh chị có thể nhắn tin chia sẻ cùng với em và uh, có thể hỏi em những cái phương hướng sắp tới của thị trường cũng như cổ phiếu mà anh chị vừa mới mua nó như thế nào thì em cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ cho anh chị anh chị nhé đó Ok thì uh, đấy là cái yếu tố thứ nhất phân tích về cái um, diễn biến thị trường ngày hôm nay Ờ uh, cái yếu tố thứ hai đó là ngày mai là cái phiên đáo hạn phái sinh. Thì chúng ta cùng nhìn lại quá khứ xem cái vận động của thị trường khi cái phiên đáo hạn phái sinh xảy ra thì nó có những cái diễn biến như nào. Đó, thì chúng ta cùng quay lại cái khoảng thời gian là ở đây khoảng thời gian là tháng ngày 19 tháng 8 năm 2021 khi mà thị trường của chúng ta có những cái Uh, biến động trong cái phiên đáo phái sinh thì ngày hôm đấy uh, những cái cổ phiếu trụ như là Vix, như là Vinhome thì nó kéo rất là mạnh và thị trường của chúng ta có một cái phiên mà uh, test xuống cái vùng 1351 này, sau đó uh, sau đó có cái lượng cầu vào uh, chủ yếu là của những cái cổ phiếu trụ để đẩy cái chỉ số đi lên và ngay sau đó hai ngày hôm sau thị trường rơi khoảng 40 điểm. Đó, thì đây là những cái điều mà em uh, muốn nhắc anh chị để anh chị lưu ý rằng là cái phiên ngày mai nó cũng là một cái phiên khá là khá là rủi ro, khá là 50-50. Vậy nên anh chị mà muốn giải ngân hay là anh chị muốn bán thì chúng ta hãy chúng ta hãy bình tĩnh, chúng ta hãy bình, bình tĩnh và chúng ta quan sát cái diễn biến ngày mai để xem là thị trường của chúng ta vận động như nào. Đó và kết hợp với đó là tối nay uh, theo cái giờ Mỹ thì nó cũng là cái giờ đêm của Việt Nam thì cái kỳ họp của Fed nó cũng sẽ diễn ra để 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 nâng chắc chắn là cái việc nâng lãi suất từ 0,5 đến 0,75% lên là có rồi. Đó, để để tiết chế được cái lạm phát ở Mỹ hiện tại nó đang rất là cao đến khoảng 8,6% cao nhất cho tới từ cái thời điểm năm 1978 cho tới giờ nó anh chị hoàn toàn có thể đọc cái thông tin này ở trên uh, trang cà Phê app thì nó cũng có uh, nó cũng đã có những cái bài viết về những cái chính sách tiền tệ của Fed và anh, anh chị nào mà muốn xem cái uh, cái cái mức lạm phát của của Mỹ hoặc là các quốc gia khác thì chúng ta có thể vào cái cái trang trading economic này sau đó chúng ta vào phần cái phần indicator đó và sau đó chúng ta vào phần country và sau đó chúng ta sẽ chọn vào united states đó và cái chỉ số lạm phát đó là cái cái này cái inflation rate này thì anh chị có thể thấy là chỉ số lạm phát của mỹ nó đã tăng lên 8,6% đó rất là cao rất là cao rồi nó cao nhất cho tới thời điểm hiện tại và có một cái biểu đồ dài nữa cơ thì đây. Nó cao nhất so với từ cái năm 1978 cho so đến cho đến bây giờ. Anh chị có thấy cái biểu đồ của nó đây. Đó. Thì đây cũng là một cái quyết định rất là quan trọng ảnh hưởng đến cái thị trường tài chính thì chúng ta sẽ cùng quan sát cái thông tin này nó diễn ra vào trong đêm nay thì để chúng ta có thể đoán biết được là cái diễn biến thị trường ngày mai nó như thế nào anh chị nhá. Thì có gì thì em cũng sẽ cập nhật vào cái vào cái bản tin vào mỗi buổi sáng như này để anh chị có thể biết được cái cái thông tin thị trường của chúng ta đêm qua nó xảy ra những cái gì và cái hành động tiếp theo của chúng ta nên làm là gì anh chị nhé. OK. À, và cái vậy thì cái cái đường hướng của thị trường của chúng ta thì nó sẽ diễn ra theo cái kịch bản nào đó thì nó vẫn là hai cái kịch bản thôi. Anh chị có biết đến cái khái niệm là Island reversal đúng không? À, không ạ? Đó đó là cái mô hình hòn đảo thì em có thể lướt về cái phần quá khứ của thị trường chúng ta có thể quan sát và nhận biết được cái mô hình hòn đảo nó như nào thì sau một cái nhịp rơi của thị trường và cái nhịp rơi đấy ở những cái pha, pha rơi cuối cùng nó có cái sự mở gáp nhiều điểm như thế này và sau đó nó đi ngang ở cái vùng dưới khoảng 3-4 phiên và sau đó nó có một cái phiên mở gáp ấp như này đấy nó tạo ra một cái khoảng trống nó tạo ra một cái khoảng trống ở đây đó và nó gần như là cô lập bốn cái phiên này thì đây nó là cái mô hình island reversal và khi mà cái mô hình này xảy ra thì cái hướng cái diễn biến tiếp theo của thị trường thường là nó sẽ có những cái phiên tăng điểm. Đó. Và không chỉ là cái phiên này mà nó còn rất nhiều phiên trong quá khứ thị trường của chúng ta tạo ra một cái mô hình hoàn đảo sau đó bật tăng. Đó, đây cũng là một cái mô hình hoàn đảo này. Đó, và đây cũng là một cái mô hình hoàn đảo này. Nó là một cái cụm này anh chị nhá. Đó, thì anh chị nào không biết thì chúng ta có thể search trên Google Là mô hình Iceland Reversal Đó, đây, đây là cái mô hình hòn đảo Mô hình hòn đảo Đó, đây là cái trường hợp mà mô hình hòn đảo nằm ở phía trên anh chị nhá Và nó cũng sẽ có những cái mô hình hòn đảo nằm ở phía dưới như này Đấy, thì sau cái mô hình hòn đảo này thì nó cũng sẽ có những cái dịp tăng Thì đây cũng chính là cái một cái luận điểm để chúng ta có thể kỳ vọng là cái kịch bản thị trường của chúng ta sẽ có những cái nhịp hồi tiếp theo đúng không ạ? đó và không và còn một cái luận điểm nữa mà em có thể đưa ra cho anh chị để anh chị có thể tham khảo đó là anh chị có thể thấy là cái dòng chứng khoán đúng không ạ? cái dòng chứng khoán ngày hôm nay sàn rất nhiều và kể cả dòng bất động sản cũng vậy hôm nay cũng sàn rất là nhiều đó thì để mà thị trường của chúng ta có thể tăng điểm đi lên thì những cái cổ phiếu mà có vốn hóa lớn như là bất động sản, ngân hàng và thép thì nó cùng nó nó cần phải có một cái vận động tốt nó hồi phục thì thị trường của chúng ta mới tăng điểm được đúng không anh chị khi mà những người khổng lồ nó chuyển mình thì thị trường của chúng ta chắc chắn là cũng sẽ chuyển mình theo và chúng ta cùng quay trở lại với cái nhóm ngành chứng khoán đó thì có cổ phiếu VND đúng không ạ cổ phiếu VND thì ngày hôm nay cũng đã có mức giá sàn với cái mức dư bán sàn là 1,6 triệu cổ. Đó, ngoài VND ra thì chúng ta còn có SHS, Đó, nó cũng có một cái mức giảm rất là sâu. Đấy, 7%. Và ngoài SHS, VND chúng ta còn có SSI, đúng không ạ? Ngày hôm nay cũng giảm với một mức giá sàn. Và nhóm ngành thép thì sao ạ? Nhóm xét thì chúng ta có HPG. HPG hôm nay có một cái mức giảm rất là lớn, so với cái số lượng cổ phiếu của nó cả Hoa Sen cũng vậy và Nam Kim cũng vậy đó thì sau khi nhìn được những cái yếu tố này thì chúng ta suy luận ra điều gì à, thì em có một cái luận điểm đó là khi mà những cái cổ phiếu mà nó đã rơi với một cái động lượng lớn như vậy và nó cũng đã rơi sàn như vậy thì chắc chắn nó cũng sẽ có một cái nhịp hồi phục nó giống như là thị trường của chúng ta rơi ở cái thời điểm này đó rơi rất mạnh và sau đó ngay sau đó có một phiên hồi phục thì những cổ phiếu chứng khoán thép hay là ngân hàng cũng thế thì nó cái cái nhịp hồi phục của nó em đánh giá là nó cũng sẽ khá đồng pha và nó cũng là một cái luận điểm góp phần để cho thị trường của chúng ta ít nhất là đi ngang ở vùng này hoặc là sẽ có một cái nhịp hồi phục lên đấy để tạo lên một cái mô hình hòn đảo. Và yếu tố cuối cùng cái luận điểm cuối cùng là cái gap rất là lớn như này. Ở đây ở vùng 1, à, à, 1260 đến vùng 1280 này thì nó thị trường của chúng ta cũng sẽ đi lên và lấp lại nó và còn một cái yếu và còn cái kịch bản thứ hai của thị trường đó là thị trường nó sẽ đi giống cái nhịp này khi mà thị trường cũng rơi mở gáp và có một cái phiên hồi phục sau đó cũng có một cái phiên test cung và sau đó thị trường rơi tiếp thì đây là hai cái kịch bản mà em có thể đưa ra cho anh chị ở trong cái thời điểm hiện tại và cái hành động của chúng ta ở cái thời điểm hiện tại là gì? Nếu anh chị nào quan sát uh, hoặc là theo dõi hoặc là đồng hành cùng em thì anh chị đều có thể biết là em cũng có cho mua cổ phiếu ở hai cái phiên đó là phiên ngày 13 tháng 6 và những cái phiên ngày 14 tháng 6 này. Thì đây là những cái phiên mà mua tích lũy hoảng loạn của thị trường. Thì um, hôm nay cũng là T1 T2 rồi, T1 rồi. Đó, T1 T2 uh, nếu mà tính từ những cái phiên này thì uh, T3 thì về thì em nghĩ là cũng sẽ có lãi thôi bởi vì những cái cổ phiếu chúng ta chọn đều là những cái cổ phiếu tốt đúng không ạ thì em cũng sẽ nói đến những cái cổ phiếu đấy trong uh, trong cái giai đoạn sau của video anh chị nhá anh chị chú ý đón xem đó và vậy thì hiện tại thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến những cái yếu tố tin tức nào mà nó ảnh hưởng đến những cái nhóm ngành uh, ở thời điểm hiện tại cũng như sau này đúng không ạ Uh, cái tin tức tích cực đầu tiên thì em cũng hôm nay em cũng đọc trên cái phía F là anh chị có thể thấy là có cái một cái bài báo uh, đây anh chị đợi em chút đây uh, đâu rồi không không phải không phải cái đấy đây anh chị đợi em chút ạ. đó là cái bài báo là nghị định mới giảm thủ tục pháp lý thành lập khu công nghiệp nhóm doanh nghiệp nào có lợi thế đúng không ạ? thì trong cái bài báo này nó cũng đưa ra một số cái 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 chế tài của nhà nước để rút ngắn cái thủ tục hành chính khi mà các doanh nghiệp muốn đầu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để cho thuê đó thì cái tin tức này nó ảnh hưởng như nào? và nó ảnh hưởng đến cái nhóm cổ phiếu nào đúng không ạ thì đây là cái tin tức là khá là tốt ảnh hưởng khá là tích cực đến những cái những cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp đó và nhóm bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta có những cổ phiếu nào đúng không ạ chúng ta có gì chúng ta có long hậu này đúng không ạ chúng ta có long hậu này chúng ta có kinh bắc này đó và chúng ta có SZC này, Sona Di Châu Đức này, đấy Châu Đức này, đây thì đây là những cổ phiếu mà trong bài báo thì nó cũng nhắc đến và em cũng đã đánh giá được cái vận động của nó ở thời điểm hiện tại là những cái cổ phiếu bất động sản công nghiệp này thì nó đang qua cái giai đoạn được búc lợi nhuận cao nhất và nó đang trong quá trình đè giá. Đó, nó đang trong cái quá trình đè giá để chuẩn bị cho một cái chu kỳ tiếp theo đúng không ạ? Thì sau cái giai đoạn đè giá thì nó là cái giai đoạn tích lũy. Thì chúng ta có thể thấy là khi mà một cái một cái bất động sản khu công nghiệp mà nó muốn nó nó muốn hoàn thành cái cái dự án để nó bắt đầu cho thuê, để cho những cái nhóm doanh nghiệp mà nước ngoài có vốn FDI muốn đầu tư vào Việt Nam để 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 thuê thì nó cũng phải trải qua những cái quá trình như là giải phóng mặt bằng này, xin cấp giấy phép này, rồi xây dựng hạ tầng cơ bản đúng không ạ? Thì đấy là cái khoảng thời gian mà nhóm cổ phiếu này nó cũng sẽ được tích lũy Với một cái thời gian khoảng chặng phải khá là dài, khoảng đến 1 đến 2 năm đấy ạ Thì đối với những anh chị nào mà chúng ta thích những cái nhóm cổ phiếu này Thì chúng ta có thể là nghiên cứu cái nhóm cổ phiếu bất động sản công nghiệp này Với những cổ phiếu như là SSC này, Long Hậu này, đúng không ạ? Và Kinh Bắc thì cái điểm rơi lợi nhuận của nó nó cũng sẽ rơi vào cái khoảng thời gian là 1 đến 2 năm Đối với những cái uh, những cái cổ phiếu mà nó có những cái quỹ đất ở ngoài và nó chưa tiến hành xây dựng hạ tầng để cho thuê. Đó còn những cái cổ phiếu mà nó sẵn nó có sẵn rồi và nó cái 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 tính lấp đầy của nó nó chưa cao thì cái tỷ lệ cho thuê ngay của nó thì cũng sẽ được luôn. Nhưng ở cái dư địa tăng trưởng của nó không còn nữa. Đó và chúng ta cũng có thể thấy là một cái cổ phiếu đầu tiên mà nó hưởng ứng cái việc đấy, đó là cái cổ phiếu VGC đúng không ạ? VGC thì nó cũng có một cái có một cái quỹ đất khoảng 2.000 hecta để nó xây bất động sản khu công nghiệp để nó cho thuê thì anh chị có thể tìm hiểu qua cái trang Cà Phê thì chúng ta cũng có thông tin về những cái những cái, những cái những cái quỹ đất đấy của nhóm cổ phiếu của cổ phiếu VGC này đó thì đấy là một cái, cái, một cái bài báo mà nó cũng viết rất rõ là những cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp nào thì nó cũng sẽ được hưởng lợi khi mà cái khi mà cái cái thủ tục hành chính này nó được nó được giảm thiểu đó đây đây đấy trong các doanh nghiệp khu công nghiệp niêm yết này chuyên gia SSI chia thành ba nhóm này cái doanh nghiệp khu công nghiệp còn quỹ đất cho thuê này các khu công nghiệp đã lấp đầy này đó và các khu công nghiệp đang có dự án chuẩn bị cho thuê này đấy thì anh chị hoàn toàn là có thể để ý đến những cái này và là các doanh nghiệp còn quỹ đất cho thuê đây, đây là những cái doanh nghiệp còn quỹ đất cho thuê và họ chưa xây dựng cái hạ tầng trên cái quỹ đất đó. Thì cái điểm rơi lợi nhuận của nó cũng sẽ nằm vào khoảng 1 đến 2 năm tới khi mà họ đã hoàn thành những cái cơ sở hạ tầng trong cái những cái mảnh đất này để họ cho uh, doanh nghiệp nước ngoài thuê, những cái vốn FDI đang rất là khát để vào Việt Nam anh chị nhá. Đó. Ok thì đấy là một em cũng phân tích một chút về cái nhóm ngành bất động sản công nghiệp và chúng ta sẽ cùng đi vào những cái nhóm ngành khác, ví dụ như nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta xem là tại sao mà ngày hôm nay nó sàn nhiều như thế đúng không ạ? Đây, ví dụ như là cổ phiếu VND này anh chị có thể thấy là cổ phiếu VND này thì nó cũng đang rơi vào cái giai đoạn là downtrend rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì nó cũng tạo một cái mức giá sàn với cái thanh khoản cực đại như này Đó thì cái ngày mai thì chắc chắn thì nó cũng sẽ mở gap Với cái dư sàn này nó cũng sẽ mở gap và nó rơi một chút Xuống cái vùng hỗ trợ tiếp theo của nó Đó là cái vùng này Đó là cái vùng này Đó là cái vùng giá 18 này 17, 18 này Thì anh chị nào mà chúng ta đang cầm cái cổ phiếu VND này chúng ta cũng sẽ canh những cái nhịp hồi khi mà nó về đến cái vùng này nó sẽ có những cái nhịp hồi trở lên và chúng ta sẽ canh thoát hàng và đặc biệt là chúng ta không nên tham gia những cổ phiếu của ngành chứng khoán cũng như ngành bất động sản cũng như ngành thép ở trong cái giai đoạn hiện tại anh chị nhá là những anh chị nào mà có kinh nghiệm mà đánh t cộng thì chúng ta mới tham gia để chúng ta ăn nhịp hồi thôi Có những anh chị nào mà mới chơi cũng như là những anh chị nào mà có ý định chơi những cái cổ phiếu này cầm lâu dài thì theo em là hiện tại chưa thích hợp ở thời điểm ở thời điểm này anh chị nhé Đó và ngoài ngoài những cổ phiếu này ngoài những cổ phiếu mà ngoài cổ phiếu VND ra thì chúng ta còn có SSI đúng không ạ? SSI thì nó khá là yếu rồi. Khá là yếu rồi, nó cũng đã thủng cái nền hỗ trợ này. Nó cũng thủng cái nền mà nó xây khoảng một thời gian như này. Đấy, và hôm nay cổ phiếu gãy nền. Thì gãy nền thì sao? Gãy nền thì tăng trần chúng ta cũng sẽ bán, nhưng mà tăng khi nào nó tăng trần đúng không ạ? Khi nào nó tăng trần khi mà cổ phiếu đã rơi 3 phiên như thế này rồi đấy, khi cổ phiếu đã rơi 3 phiên và có cái mức dư sàn như này rồi thì em nghĩ là cái phiên ngày mai cái phiên ngày mai thì nó cũng sẽ rơi thêm một chút nữa sau đó vào cái khoảng giờ chiều thì nó cũng sẽ bật hồi trở lại và ít nhất là nó, nó cũng sẽ phải hồi 1 đến 1,5 phiên để chúng ta có thể thoát hàng ra anh chị nhé Vậy là chúng ta không bán trong những cái phiên hoảng loạn như thế này mà chúng ta sẽ bán ở những cái phiên mà nó mà nó hồi để chúng ta tới tối ưu được cái 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 khoản lỗ nó xuống cái mức thấp nhất anh chị ha đó ok thì đâu đó thì nhóm chứng khoán cũng như vậy và anh chị có thể thấy là nó có một cái điểm chung những cổ phiếu này như ví, ví dụ như là VND này đó khi mà nó xây nền như này xây nền như này và nó nó thủng nền với cái thanh khoản tăng dần thì đây nó nó là những cái dấu chân của của tổ chức mà họ đã ép các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra, đúng không ạ? Khi mà nó rơi sàn với cái thanh khoản cao như này vài phiên thì chúng ta không sợ, nhưng mà nó cứ rơi như này, nó cứ rơi như này nhưng cái thanh khoản nó không có, như thế mới là sợ. Chúng ta càng chúng ta không biết là à có nên bán hay không, mai nó có hồi không, chắc là về đến nền 21 này thì nó sẽ hồi đúng không? Nhưng mà thực ra không phải. Nếu mà anh chị gặp những cái phiên mà nó bán với cái thanh khoản như này, thanh khoản nhỏ như này mà nó rơi như thì chúng ta phải bán luôn đó người đầu tiên bán là người phát minh đúng không ạ người từ ngày hôm thứ hai bán là người bắt trước còn ngày thứ ba thì là kẻ ngốc vậy nên là chúng ta cũng không bán ở cái phiên thứ ba phiên rơi thứ ba chị nhá mà đây là cái cơ hội mà chúng chúng ta có thể nhận thấy được đây là một cái nhịp hồi để chúng ta có thể ra hàng với cái mức tối ưu lỗ là cao Chứ không phải là không có nhá anh chị nhá. Nó cũng nó cũng chỉ nó phải rơi như này sau nó co chân lên nó nó mới rơi tiếp được chứ đúng không ạ? Như 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 là cái quả, cái quả bóng ấy, những quả bóng mà nó rơi xuống ấy thì nó cũng sẽ nảy lên và sau đó nó mới rơi tiếp được. Vậy nên anh chị nào mà đang cầm cái cổ phiếu này thì chúng ta đặc biệt là lưu ý là chúng ta sẽ đợi nhịp hồi của nó để chúng ta ra hàng chứ chúng ta không ra hàng luôn anh chị nhá. Đó và những cái cổ phiếu mà đang mạnh trong cái thời điểm hiện tại Thì anh chị đều có thể thấy đó là những cổ phiếu nhóm ngành năng lượng đúng không ạ Nhóm ngành năng lượng thì chúng ta có NT2 đúng không ạ NT2 thì ngày hôm nay cũng là một cái phiên rút chân của rất là tốt của nó Và cái thanh khoản bán, à, cái, cái thanh khoản của nó cũng không lớn Vậy thì anh chị nào mà đang cầm NT2 chúng ta cũng không cần lo ngại anh chị nhá và tiếp theo những ngành năng lượng thì chúng ta cũng có thể tham khảo cổ phiếu Hà Đô. Cổ phiếu Hà Đô thì em cũng nhận thấy là đây là một cái cổ phiếu trong nhóm ngành năng lượng và nó cũng có một cái cái vận động khá là tốt khi mà nó được đánh lên với cái dòng tiền lớn và khi nó gặp cản ở đây thì nó cũng sẽ nó cũng đã xử lý cản và nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái cái phiên của giảm điểm của thị trường nhưng nó cái mức giảm của nó không nhiều đó vậy nên là chúng ta cần quan sát những cái cổ phiếu này đó. Đây là khi mà sáng nay mà về cái vùng giá 50 mà anh chị có thể mua được thì cũng khá là tốt chúng ta vẫn có thể giữ được đó và nó luôn đậu trên cái vùng MA20 này. Đó chị có có thể quan sát thấy nó giữ được trên cái vùng này là khá là tốt. Đường MA20 thì là cái đường trung bình giá đóng cửa của 20 phiên, nó cũng là một cái hỗ trợ động của cổ phiếu. Vậy nên là chúng ta cứ căn là khi nào mà nó về hỗ trợ nó bật lên thì đấy là cái cổ phiếu mà nó nó giữ, nó rất là giữ giá đúng không? Nó rất nó giữ được cái giá của nó và nó giữ được cái vận động của nó để chuẩn bị cho một cái nhịp tăng mới vậy nên là anh chị nào mà đang cầm Hà đô chúng ta cũng có thể cầm tiếp đúng không ạ ngoài Hà đô ra thì chúng ta có GEG GEG thì ngày hôm nay thì nó cũng đã kéo lên đúng cái vùng M20 này đúng không ạ thì thì chúng ta ai anh chị nào cầm thì chúng ta cũng có thể giữ được còn mua mới ở cái thời điểm hiện tại thì theo em là chúng ta không nên mua mới anh chị nhá cái thời điểm hiện tại chúng ta không nên mua và chúng ta cũng không nên bán Đấy, chúng ta chỉ những cái cổ phiếu nào như em vừa nói mà hôm nay nó rơi sàn thì anh chị có thể cầm để chúng ta chờ xử lý thôi ở những cái nhịp hồi thôi còn chúng ta không nên mua bán ở cái thời điểm hiện tại đúng không ạ khi mà trời bão rông thì thì chúng ta không nên căng buồm ra để mà đi đánh bắt đúng không thì đấy nó là cái điều đơn giản mà dễ hiểu thôi đó nên là chúng ta hãy hãy chờ những cái điểm cân bằng và cái điểm xác nhận xu hướng của thị trường để chúng ta có thể uh, có những cái, cái hành động tiếp theo đó và anh chị có thể uh, anh chị có thể đây em có một cái room đó là cái room uh, uh, tư vấn này tư vấn free này thì ở trong này thì em cũng có ghi những cái nhận định của thị trường hàng ngày và đây thì uh, những cái những cái mã nào mà em thấy có điểm mua tốt cũng như là cái vận động tốt thì em cũng sẽ cho vào đây để anh chị chúng ta cũng có cùng tham khảo nếu mà anh chị nào cũng cùng cái thiên hướng đầu tư có cùng chiến lược đầu tư thì anh chị có thể uh, đồng hành cùng với em đúng không ạ và ở ngày hôm kia cũng thế ngày hôm thứ hai thì em cũng cũng cho các anh chị bên em là tham khảo những cái cổ phiếu như là PNG nhóm ngành bán lẻ PNG MVFG và điện thì có ri đúng không ạ thủy sản thì có VSC đó điện là có NT2 PC1 và HDG và dầu khí thì có gác BR thì những cái cổ phiếu này trong ngày hôm nay thì nó cũng đã phản ứng rất là tốt với thị trường thì thì à, à, T3 về thì em nghĩ là chắc chắn là cũng sẽ có cái lợi nhuận dành cho anh chị mà mua được giá tốt ở cái phiên ngày hôm thứ hai anh chị nhá à, phiên ngày hôm thứ ba anh chị nhá đấy anh chị có thể thấy là mvkg này ngày hôm nay thì nó cũng đã bật lại rất là tốt bật lại rất là tốt so với thị trường đúng không ạ png cũng thế nó cũng bật lại rất là tốt và ri đó ri là cái cổ phiếu này nó cũng rút chân tạo một cây nến búa như này và nó giữ được trên cái đường ma 20 này là khá là tốt Đấy. thì nhóm ngành điện thì em cũng đã giới thiệu cho anh chị rồi ạ à. có NT2 đúng không ạ PC1 và GEG cũng như HDG đó những cổ phiếu dệt may mà chúng ta cũng có thể chú ý đó là cổ phiếu GU đúng không ạ tuy nó cũng hơi yếu một chút nhưng mà chúng ta cũng có thể quan sát và theo dõi cái cổ phiếu này đó. và khi mà nó đang đã 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 rơi và ngày hôm nay nó cũng tạo một cái nến rút chân ở cái vùng hỗ trợ như này và em đánh giá cao hơn đó là cổ phiếu TNG đó TNG thì nó cũng là thuộc cái nhóm ngành dệt may và nó nó giữ được trên cái vùng M20 M2 này khi vào về về M2 M20 này thì nó cũng đã từ chối giảm giá đúng không ạ nó không giảm thêm được nữa và ngày hôm nay thì nó ảnh hưởng với đến với thị trường à, cùng với thị trường thôi và sau đó nó cũng đã à, ngày hôm qua nó cũng đã hồi phục này nó cũng đã hồi phục trên đường M20 M2 và ngày hôm nay nó cũng đã ảnh hưởng bởi yếu tố thị trường và nó cũng đã rút chân lên trên M20 M2 này thì em đánh giá là TNG nó sẽ khỏe hơn GIL ở trong cái cái nhóm cổ phiếu dệt may nếu mà anh chị đang cầm thì chúng ta chú ý anh chị nhé. Ok và cái nhóm nữa đó là cái nhóm dầu khí, nhóm dầu khí thì chúng ta có những cái cổ phiếu dẫn đầu như là BSR đúng không ạ? BSR thì ngày hôm nay nó cũng tạo một cái nến rút chân rất là tốt và hoàn toàn nó có thể tăng tiếp trong những cái, cái 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 thời gian sắp tới khi mà cái giá dầu nó vẫn còn neo cao như này. Đó. Đấy, khi mà giá dầu vẫn neo cao như này và nó vẫn rất rất là xa cái đường MA20 này. Đấy, anh chị có thể thấy là nó giữ giá rất là tốt so với cái thị trường ngày hôm qua thị trường hồi thì nó hồi rất mạnh và ngày hôm nay thị trường chỉnh thì nó cũng chỉnh rất nhẹ đấy thì ngoài BR ra chúng ta có gác đúng không ạ có gác đây ngày hôm nay thì cũng đã tạo một cái cây nến doji đấy với cái thanh khoản lớn và nó cũng vẫn giữ được trên cái đường M20 này và nó cũng về nó test lại cái cái vùng đèn này thôi không có vấn đề gì cả nếu mà chị đang giữ đó ngoài ra thì có PVS đúng không ạ em em là em ưu tiên BSR và gắt hơn là những cái cổ phiếu PVS cũng như PVD này anh chị nhé bởi vì những cái cổ phiếu gắt cũng như BSR nó nằm ở trên những cái vùng vùng này, vùng trên rồi đó nó nằm trên những cái vùng trên này rồi và nó không có những cái 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 cái, cái vùng cản ở trên nữa thì nó hoàn toàn nó có thể tăng tiếp uh, một cách dễ dàng hơn là nó phải quay uh, quay lên để nó xử lý những cái cản như những cái cổ phiếu PVS hay PVD đó. Ok, thì nhắc lại về thị trường một chút là chúng ta sẽ có hai kịch bản uh, của thị trường đó là cái kịch bản thứ nhất là thị trường tạo thành cái mô hình hòn đảo và nó và nó sẽ có một cái xu hướng hồi phục để lấp lại cái gáp vùng 1260 đến 1280 này đúng không ạ và cái kịch bản thứ hai là thị trường chúng ta sẽ giống cái nhịp này sau khi rơi mở gáp và có hai cái phiên hồi phục thì tiếp tục nó sẽ rơi thì uh, chúng ta sẽ cùng quan sát trong cái thời gian sắp tới anh chị nhé đó để uh, để cập nhật được những cái tình hình trong phiên thì anh chị có thể tham gia vào cái room zalo của em ở dưới cái phần mô tả thì em cũng đã để cái link ở đấy chúng ta tham gia hoàn toàn miễn phí đúng và anh chị nào mà muốn mở tài khoản chứng khoán VPS thì cũng có thể liên hệ với em ở dưới cái 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 link zalo bên dưới cũng như là cái số điện thoại của em ở trên màn hình và anh chị nào mà hiện tại mà chúng ta đang hoang mang chúng ta không biết làm gì ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta lỡ mua cổ phiếu rồi cũng như là chúng ta đang bị kẹt lỗ thì anh chị hoàn toàn cũng có thể nhắn tin cho em vào cái số điện thoại ở bên dưới màn hình thì em có thể chia sẻ và uh, chia sẻ và uh, uh, giúp anh chị là có những cái cách để chúng ta xử lý những cái cổ phiếu lỗ và chúng ta uh, chúng ta có những cái điểm bán nó thích hợp hơn đúng không ạ trước cái với cái thị trường này thì chúng ta hạn chế mua chúng ta chỉ mua những cổ phiếu mạnh thôi và chúng ta bán thì chúng ta phải biết đúng điểm bán chứ không phải chúng ta bán bừa được anh chị nhá và em cũng xin kết thúc cái video của em ở đây thì chúc anh chị là có một cái phiên giao dịch ngày mai thuận lợi và hiệu quả và đừng quên là cho em một like cũng như một đăng ký kênh anh chị nhá vâng em xin kính chào và tạm biệt anh chị ạ